cựu chủ tịch thành phố Hạ Long ra tòa về tội tham ô, nhận hối lộ. Thưa quý vị, ông Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch thành phố Hạ Long bị cáo buộc yêu cầu doanh nghiệp trích phần trăm hợp đồng khi trúng thầu quản lý đường thủy nội địa ở vịnh Hạ Long. Hôm nay, ông Hà, 63 tuổi, cùng 27 người bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử về các tội tham ô tài sản, hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày. Sai phạm xảy ra trong thời gian ông Hà làm chủ tịch thành phố Hạ Long, kiêm trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long. Theo cáo trạng, năm 2016, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh bàn giao một số tuyến đường thủy nội địa trên Vịnh Hạ Long cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long quản lý. Từ đây, Ban Quản lý làm chủ đầu tư, tổ chức các gói thầu về công tác quản lý, bảo trì, đầu tư, xây lắp, cung cấp, vận chuyển nước sạch tuyến đường thủy nội địa trên Vịnh. Nắm thông tin này, Phạm Văn Phả, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3, gặp Bùi Sĩ Giáp, trưởng phòng kỹ thuật và tu bổ tôn tạo cảnh quan của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long nhờ giới thiệu gặp ông Hà. Ông Hà sau đó đồng ý tạo điều kiện để cho Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 trúng thầu với điều kiện phải trích phần trăm giá trị hợp đồng. Ông Hà và bị cáo Phả giao cấp dưới hai đơn vị đi khảo sát thực tế, tính toán khối lượng công việc thực tế không cần làm. Theo cáo buộc, căn cứ kết quả, ông Hà và Phả thống nhất có thể bớt xét khối lượng, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 trích 5% giá trị hợp đồng cho ông Hà, 3-5% giá trị hợp đồng cho Giáp. Với các gói thầu đầu tư, xây lắp không bớt xén được, công ty trích lần lượt 3% và 2%. Để Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 chắc chắn trúng thầu, ông Hà hướng dẫn ông Phả tìm các công ty đối tác làm quân xanh. Ông Hà chỉ đạo cấp dưới, hướng dẫn các công ty này làm hồ sơ có năng lực kém và giá dự thầu cao. Từ năm 2017 đến năm 2021, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 đã ký 18 hợp đồng với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Tổng trị giá gần 70 tỷ đồng, gồm 6 hợp đồng về công tác quản lý, bảo trì, 8 hợp đồng đầu tư, xây lắp và 4 hợp đồng cung cấp, vận chuyển nước. Nhà chức trách xác định, bị cáo Hà cùng đồng phạm đã lập khống hồ sơ, bớt xén khối lượng công việc để tham ô hơn 4,5 tỷ đồng của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Trong số này, ông Hà được trích lại 725 triệu đồng. Công ty Cổ phần Đường sông số 3 còn hối lộ ông Hà 260 triệu đồng, hối lộ một số người trong Ban Quản lý Vịnh Hạ Long hơn 250 triệu đồng. Nhà ở xã hội không đền đúng đối tượng thụ hưởng. Thưa quý vị, nhà ở xã hội không chỉ giải quyết nơi ở cho hộ gia đình khó khăn, mà còn giống như thước đo văn minh một xứ sở không bỏ rơi những người yếu thế. Nhà ở xã hội nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Bởi lẽ, nhà ở xã hội không chỉ giải quyết nơi ở cho hộ gia đình khó khăn, mà còn giống như thước đo văn minh một xứ sở không bỏ rơi những người yếu thế. Vậy mà trong bối cảnh quỹ nhà ở xã hội đã khan hiếm, lại còn phát sinh tiêu cực trong quá trình phân phối đến đối tượng thụ hưởng. Sự kiện nóng bỏng nhất, tỉnh Đắk Nông vừa kết luận dự án nhà ở xã hội tại khu Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa có đến 66 hợp đồng mua nhà ở xã hội được thực hiện trái quy định. Đáng chú ý trong số đó, có hợp đồng mua nhà ở xã hội thuộc về vợ của Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Nông và vợ của Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Đơn vị thi công dự án nhà ở xã hội bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng và buộc phải thu hồi nhà ở xã hội đã bán sai đối tượng ưu tiên. Nhà ở xã hội, ngay tên gọi của nó đã phân định rõ ràng những người được sở hữu. Luật nhà ở năm 2014 cũng quy định rất rõ về 10 đối tượng được mua nhà ở xã hội. Có thể kể đến người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn, hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thì chỉ được phép đăng ký mua nhà ở xã hội khi chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc chưa được mua, thuê, hoặc thuê mua nhà ở xã hội, hoặc đang cư trú trong căn hộ có diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức tối thiểu do chính phủ quy định. Tóm lại, nhà ở xã hội chỉ dành cho những ai đang phải loay hoay và chật vật về nơi cư ngụ. Nộp đơn xin mua nhà ở xã hội là những người trực tiếp thừa nhận sự thua thiệt của bản thân và cần sự sẻ chia của những người xung quanh. Cho nên, những kẻ đã có đủ điều kiện về nhà ở mà đi tranh giành với những người kém may mắn hơn, đích thực là những kẻ thiếu tự trọng. Câu chuyện ở Đắk Nông chỉ là một ví dụ tiêu biểu, bởi lẽ Bộ Xây dựng cho biết đã nhận được nhiều kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến nội dung xem xét các hành vi vi phạm trong việc mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng. Hiện tượng tiêu cực này cũng được Bộ Xây dựng ghi nhận xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk. Chẳng đặng đừng, Bộ Xây dựng phải ban hành hàng loạt văn bản đề nghị đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các hành vi vi phạm trong việc bán, cho thuê nhà ở xã hội và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, chính phủ lên kế hoạch dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng để cho các dự án nhà ở xã hội được vay theo hình thức tái cấp vốn, nghĩa là nhu cầu nhà ở xã hội vẫn rất cấp thiết, vì vậy cần phải quyết liệt ngăn chặn những bàn tay dơ bẩn trong các dự án nhà ở xã hội có ý đồ tiếp sức cho người giàu tước đoạt cơ hội an cư của người nghèo.